Xin chào các bạn, mình tên là Nguyễn Hoàng Cẩm Giang và mình mới vừa đậu visa đi du học Mỹ. Và cảm giác bây giờ vẫn còn rất là lâng lâng, sáng giờ cười không gấp lại được luôn. Và thì mình có một số kinh nghiệm dạy cho mấy bạn. Đó là khi mà mình bắt đầu làm hồ sơ ở công ty tư vấn học Tân Đại Dương thì các anh chị rất là nhiệt tình và chuẩn bị hồ sơ tất cả mọi thứ là đầy đủ. Và từ lúc bắt đầu làm hồ sơ cho tới lúc bị phỏng vấn là hồ sơ xếp theo một trình tự rất rõ ràng để mình có thể show hết tất cả cho lãnh sự để show hết tất cả những gì tốt nhất của mình. Trong quá trình học phỏng vấn thì mấy anh chị hướng dẫn rất là kỹ càng mình nên trả lời những câu đó, mình trả lời như thế nào, mình show những cái điểm tốt nhất của mình làm sao để cho người ta biết, người ta thấy được là mình tốt như thế nào đó. Và khi đi phỏng vấn thì mình có điều muốn chia sẻ là mấy bạn nên tự tin lên, cứ như là không có gì để mất vậy đó, cười tươi lên. Lần đầu tiên đi phỏng vấn thì mình hơi lo lắng nên là mình hơi bị thụ động nên là mình chưa có show hết được tất cả cho lãnh sự coi thì nó đánh rớt rồi. Lần thứ hai thì mình rút kinh nghiệm, mình rất là tự tin và vui vẻ cười nói không có gì xảy ra, như đang nói chuyện với nhau vậy đó. Và như tới lúc mà người ta hỏi thì không cần người ta hỏi, mình tự show ra những cái gì mà mình cảm thấy nó tốt, cảm thấy nó ưu điểm của mình tự show ra hết. Nếu mà đợi người ta hỏi, như khi người ta không hỏi đâu. Nên là đó là điều mình lưu ý với các bạn. Từ lúc xếp hàng lấy bông tay cho tới lúc xếp hàng trời rất là rung, nhưng mà tới cái lúc mà sắp tới mình rồi, lúc đứng trước ô lãnh sự rồi, mình mới tự nhủ mình là mình tới cái bước này rồi, mình phải cố gắng lên thôi, không còn con đường nào khác hết, là tự động mình phải tự tin và tươi cười lên. Chứ nếu mình cứ lo lắng mà người ta nhìn trong mắt mình là thấy sự lo lắng, mình không tự tin là người ta nghĩ mình không đủ điều kiện, người ta sẽ không cho mình đậu đâu. Đó là một số kinh nghiệm của bản thân mình. Mình chọn Mỹ đi du học bởi vì thứ nhất, Mỹ luôn là sự lựa chọn hàng đầu của sinh viên quốc tế vì cái ngành giáo dục rất là tuyệt vời. Và thứ hai là Mỹ là một đất nước rất là phát triển, cho nên là ngành du lịch cũng rất là phát triển. Và ngành của mình là mình chọn ngành học quản lý nhà hàng khách sạn, cho nên là vì ngành du lịch của Mỹ rất là phát triển nên chính phủ Mỹ đầu tư rất là nhiều vào du lịch cũng như là ngành đào tạo du lịch, cho nên là những điều đó làm nên cái ngành đào tạo du lịch ở Mỹ rất là phát triển. Và đó là lý do tại sao một trong những lý do mình chọn Mỹ. Và một cái điều nữa là cái bằng tốt nghiệp từ Mỹ thì rất có giá trị ở Việt Nam. Thì nếu mình học xong từ Mỹ mình về Việt Nam thì cái cơ hội việc làm và lương bổng cũng rất là cao, nên đó là lý do tại sao mình chọn Mỹ để đi du học. Ngoài đó thì mình học trường Richland College ở bang Texas. Mình chọn trường này vì thứ nhất, đây là một trường cao đẳng đầu tiên và duy nhất nhận được giải thưởng Malcolm Baldrige National Quality Award vào năm 2005. Và nó là một cái trường lớn nhất trong hệ thống 7 trường cao đẳng cộng đồng của hạt Dallas. Và trường này thì có hơn 40 năm kinh nghiệm với khoảng 60 chuyên ngành và hơn 14.000 sinh viên đến từ 79 quốc gia khác nhau. Thì nó là một điều kiện rất là tốt để mình trao đổi học hỏi từ những sinh viên khác. Trường thì cũng còn mới nên là cơ sở vật chất rất là tốt. Trường trong campus trường có tới 2 hồ nước lớn rất là đẹp, một cái sân stadium với hồ bơi và khu tập thể hình. Nói chung là cơ sở rất là tốt. Nên là đó là lý do vì sao mình chọn trường này để đi du học. Và khi mình làm hồ sơ ở công ty này thì mình cảm thấy rất là an tâm và hài lòng, tại vì các anh chị rất là nhiệt tình hướng dẫn hồ sơ từng bước một và giải thích rõ ràng tất cả các thứ cho mình, làm sao để cần những hồ sơ nào để bổ túc vào hồ sơ cho tốt nhất, cần những gì, cái gì phải show lên đầu tiên, những cái gì mà mình là sao để hồ sơ của mình hoàn thiện nhất có thể. Những điều trên đây là những điều mà bản thân mình cảm nhận được sau khi mà quá trình tham gia làm hồ sơ theo để xin visa. Và mình chúc các bạn đi phỏng vấn hoặc là tự tin, chúc các bạn may mắn. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó, đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ. Chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học, du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng các lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức.
Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 0838484879, 0989006890. Website www.tandaiduong.edu.vn.